À, mình chào quý anh em bà con cô bác. Hôm nay bên em về thêm một số dòng turbo loại IHI. Loại này thì bà con trông mong rất là nhiều. Này thì mới vệ sinh luôn nha cho bà con. Turbo IHI, con này thì cực đẹp nha bà con. Rất là mới nha. Ống mát còn dàn hè luôn. Chất ốc còn linh tinh đầy đủ hết. Đường nước còn rất là ok. Mấy chục con đó bà con, mấy chục cái gì á. Cánh thì bao nhiêu bà con có bác luôn, nhẹ nhàng. Cho 4 cây 82, 84, 88 nha bà con. Rất là nhiều nha. Có gì thì vệ sinh được luôn. Đây. Bà con nào nhu cầu chế cháo thì alo em 0918782120 nha bà con. Ốc nó cũng xanh lè. Tại vì nếu mà mình mua turbo green nó rất là mắc nha. Turbo này rất đẹp nha. Turbo green nó rất là mắc nên mình mua turbo này chỉ cần mình chế cái chân này lại là xài là tiết kiệm được mấy triệu bạc luôn á. 4-5 triệu là bình thường nè. Để chế chân này lại. Rất đẹp luôn. Đó, bà con thấy chưa? Cực đẹp nha. Con nào con lấy đường dây ống rất là đẹp. Đó, cánh chuối rất là đẹp luôn nha. Lăn lẹ lẹ lại nhẹ nhàng. Thử độ hú nữa nha. Mở bơm hơi, bơm này của em, bơm này bơm nhỏ. Tại bình em nhỏ nên hơi rất là ít nha. Turbo này rất là êm, rất là bền nha. Mà con nào nhu cầu độ chế thì alo em nha. Này có tầm có 2 triệu mấy à. Mà con nào nhu cầu xài cái alo em là 0918782120. Em còn rất là nhiều nha bà con. Mấy chục cái rồi. Rồi xin cảm ơn bà con. Sẵn đây em hướng dẫn cho bà con luôn nha. Thì một số anh em bà con mua về mà chưa cách lắp đặt á, có điện hỏi em hay thắc mắc, thì bây giờ sẵn đây giải thích cho bà con luôn. Bà con gắn coi xem hết clip này nha. Đường ở đây nè, mình nó có cái cổ dê nè, mình có thể mình quay xoay hướng đó. Thí dụ như là mình cái mặt này nè, ống khói của anh em bà con thường thường quay lên thì cái này là dĩ nhiên là quay xuống này. Đó thì dĩ nhiên thì cái này nó sẽ nằm đứng lên. Làm sao bà con làm cho cái con chốt là đứng hàng, tại vì mình có thể mở con này ra được nè. Mình sẽ xoay hướng nó và cái con này nè, mấy con này nè, mình sẽ xoay hướng nó được. Làm sao mà cái chốt nhấc vào nó nằm quay hướng lên. Và cái đường nhấc hồi về á, nó nằm vuông góc nằm thẳng đứng lên là trở về nha. Giờ đó nó sẽ nằm gì nè. Đó. Rõ chưa? Rồi còn hai cái đường này là đường gì? Hai đường này là đường nước giải nhiệt turbo nè. Làm cho turbo mình sẽ mát hơn, sẽ bền hơn. Nó không bị nóng, nó không bị cháy bạc nha.
nếu mà tốc độ cao quá nó dễ bị cháy bạc ở trong lắm, các bạn nó lọt thao. Mình sẽ cho một đường nước vô hướng nào cũng được, thì anh em chế thằng nào hai cái thằng này nó thông với nhau, có thể vô thằng này cũng được, ra thằng này cũng được, hoặc thằng này vô cũng được, thằng này ra cũng được. Nói chung anh em chế cháo làm sao cho nó tiện lợi phù hợp là được, tùy theo mình thích thôi. Trời, turbo này đẹp dữ ha, chốt ốc nó còn xanh nè. Này lấy mấy con ra còn xanh, xanh giận. Rồi bà con nào cần xài alo em hoặc là tư vấn về turbo thì alo em 0918 78 21 hay không nha bà con.